xin chào tất cả các bạn Chúng ta tiếp tục bài học về các bí tích Và hôm nay chúng ta học bí tích đầu tiên trong 7 bí tích Đó là bí tích rửa tội Trước khi vào bài học chúng ta dành giây lát thinh lặng Để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa các bạn, ở bài học trước thì chúng ta đã chia sẻ với nhau một cách khái quát về bảy bí tích. Chúa Giêsu thiết lập bảy bí tích, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể, bí tích hòa giải, bí tích sức giàu bệnh nhân, bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối. Bảy bí tích. Bảy bí tích này chia làm ba loại. 3 bí tích khai tâm, 2 bí tích chữa lành và 2 bí tích phục vụ cộng đoàn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bí tích đầu tiên đó là bí tích rửa tội. Trong 7 bí tích, nếu phải hỏi rằng bí tích nào quan trọng nhất thì thưa các bạn, xin các bạn biết cho rằng bí tích rửa tội là bí tích quan trọng nhất tại sao bí tích rửa tội lại là bí tích quan trọng nhất bởi vì bí tích rửa tội là bí tích khai tâm ki tô giáo bí tích rửa tội mở cho chúng ta cánh cửa để chúng ta bước vào đời sống thần linh à, mở cánh cửa ra để chúng ta bước vào đời sống thần linh cũng giống như bây giờ chúng ta muốn đi sang một cái nước nào đó thì chúng ta cần phải được cấp phép cấp cái visa Bí tích rửa tội quan trọng bởi vì không đón nhận bí tích rửa tội thì không nhận được bất kỳ một bí tích nào khác. Đấy. Không có đón nhận bí tích rửa tội thì không đón nhận được bí tích nào khác. Phải đón nhận bí tích rửa tội trước. Tôi có một vài lần ngồi tòa giải tội đó. <laughs> thì có một vài anh chị lớn đến xưng tội. Thưa cha con xưng tội lần đầu xưng tội lần đầu có nghĩa là gì? Nghĩa là sau khi đã được rửa tội rồi Bây giờ xưng tội Phạm tội rồi bây giờ xưng tội Thường những trường hợp như vậy thì tôi nghe rất kỹ Để giúp cho anh chị em tân tòng Có thể cử hành bí tích một cách sốt sắng Sau khi nghe xưng tội xong thì tôi hỏi với thì chị xưng tội lâu chưa? Thì được rửa tội lâu chưa? Bà dạy chưa con chưa có rửa tội Thứ bảy này con mới rửa tội, nay con đi xưng tội trước <laughs> Thế đâu có được về rửa tội đã chứ Giờ chưa có rửa tội và xưng tội gì Tôi phải giải thích giáo lý cho cái người chị em đó hiểu Bây giờ thì không có xưng tội Mai mốt được rửa tội Và sau đó mới xưng tội được Mới lấy các bí tích khác được Đây. Tôi lấy một cái ví dụ Một cái kinh nghiệm cụ thể như vậy để tôi nói với các bạn Không đón nhận bí tích rửa tội Thì không đón nhận được Bất kỳ bí tích nào Bất kỳ bí tích nào à. Trước hết chúng ta nói về cái danh xưng của bí tích này Như chúng ta vừa nói Bí tích này được gọi là bí tích rửa tội hay là bí tích thánh tẩy à, thực ra thì à, cái chữ mà ta gọi là bí tích rửa tội đó nó có gốc từ chữ hy lạp baptizen baptizen tiếng latin là baptizo hay các bạn mà ngày hôm nay phổ biến tiếng anh đó baptize có nghĩa là cái gì có nghĩa là dìm xuống. Dìm xuống. Chính vì vậy ngày xưa người ta gọi đây là phép dìm. Ừ. Khi được dìm vào trong giếng rửa tội, Thánh Phaolô nói như vậy là chúng ta chết đi cho cái con người cũ của mình. Được mai táng cùng với Chúa Kitô để ta sống con người mới. À, phép rửa là dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô. Trỗi dậy sống con người mới theo hình ảnh của đấng phục sinh Đấy. thần học căn bản nhất của phép rửa là vậy để tái sinh trở nên con người mới khi chúng ta chịu phép rửa là chúng ta được sinh ra một lần nữa không phải sinh ra theo tự nhiên à. bởi vì chúng ta lớn thế này làm sao chui vào lòng mẹ để sinh ra được à. nhưng mà chúng ta được sinh ra về phần thiêng liêng sinh ra về phần thiêng liêng phép rửa tái sinh chúng ta để chúng ta trở thành con cái của chúa khai mở cho chúng ta đời sống thần linh đời sống ân sủng đời sống trong tư cách là con cái của thiên chúa Đấy. cho nên các bạn một lần nữa thấy được rằng phép rửa nó quan trọng như vậy đó phép rửa nó quan trọng như vậy căn trọng nhất khai mở đời sống đức tin của chúng ta không có phép rửa thì không nhận được bất kỳ bi tích nào hết và bây giờ ta đặt một câu hỏi căn bản khi đón nhận phép rửa như vậy khi đón nhận phép dìm như vậy thì chúng ta được những cái ơn gì khi chịu phép rửa tội rồi thì ta được cái ơn gì thưa giáo hội dạy chúng ta rằng có năm cái ơn chúng ta được đón nhận năm ơn chúng ta được đón nhận khi chúng ta chịu phép rửa tội trước hết chúng ta được tha thứ tội lỗi chúng ta là người trưởng thành trong cuộc sống này đầy những va chạm và chắc chắn cũng có những lỗi lầm chúng ta có tội điều đó hiển nhiên nhưng mà câu hỏi được đặt ra một đứa trẻ sơ sinh cha mẹ sinh nó ra nó chưa có khả năng để sử dụng trí khôn của mình thì đứa trẻ nó có tội không? nó đâu làm gì đến tội? ta hiểu ở đây tất cả chúng ta sinh ra thì đều mang lấy tội của cha ông mình, tội của nguyên tổ, tội của Adam và tội của Adam và tội phản lại Thiên Chúa và cái tội đó truyền lại cho các thế hệ con cháu ta gọi là tội tổ tông truyền. Cho nên khi ta chịu phép rửa tội là trước hết chúng ta được tha thứ tội tổ tông. Và sau đó nếu là người trưởng thành thì cũng sẽ được tha thứ tất cả mọi tội ta đã phạm. Tất cả mọi người sinh vào cuộc đời này đều mắc tội tổ tông hết, tội do cha ông mình để lại hết, ngoại trừ một người duy nhất không mắc tội tổ tông mà thôi. Đó là Đức trinh nữ Maria đấng vô nhiễm nguyên tội. Điều này đã được Giáo hội công bố. đã được Giáo hội công bố như một tín điều. Chỉ có Đức Maria là đấng không mắc tội tổ tông mà thôi. Còn tất cả chúng ta sinh vào cuộc đời đều mắc tội tổ tông. Cho nên khi chịu phép rửa, chúng ta được tha thứ trước hết tội tổ tông và các tội riêng ta phạm nếu có ơn thứ hai chúng ta nhận được trong khi chịu phép rửa tội đó là chúng ta trở nên thụ tạo mới tất cả chúng ta đều được tạo dựng đều được tác thành trong dạ mẹ được mẹ cưu mang và sinh hạ chúng ta vào cuộc đời nhưng mà khi chịu phép rửa thì chúng ta được tái sinh được sinh ra một lần nữa trong ơn thánh cho nên trở nên thụ tạo mới thụ tạo cũ mang tội lỗi mang hình ảnh của Adam cũ thụ tạo mới được tha thứ được tái sinh cho nên mang hình ảnh của Adam mới là Chúa Giêsu là đấng phục sinh cho nên khi chúng ta được tái tạo chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa chúng ta được chỉnh đốn những sai lầm để mang lấy hình ảnh tốt đẹp ngay hơn cả thủa ban đầu chúng ta được tạo dựng các bạn nhớ dùng ơn thứ hai chúng ta được đón nhận đó là ơn trở nên thụ tạo mới của Thiên Chúa ơn thứ ba là chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh tôi thích cái chữ tháp nhập lắm giống như bây giờ mình trồng một cái cây mai thân mai là thân mai tứ quý bởi vì nó có sức sống khỏe rồi ta tháp vào đó những cái mắt mai Chẳng hạn như là mai 5 cánh, mai 8 cánh Mà có khi bây giờ cái mai nó cả trăm cánh Cánh mai, cái hoa mai nó giống như là cái bông vạn thọ Trên một thân mai mà có nhiều loại mai khác nhau Có nhiều màu sắc khác nhau Có nhiều cách khác nhau Tháp nhập vào Hay là ở dưới nhà quê tôi thấy là cái vùng sông nước Người ta trồng cái cây măng cầu đó Mấy năm mới được thu hoạch mới có trái nhưng mà lâu lâu bị nước lụt cái là nó chết à Măng cầu nó không chịu nước Thế bây giờ người ta tháp cái cây măng cầu vào cái cây bình bát <laughs> Cái cây bình bát nó giống cái măng cầu lắm, Mà nó sống được ở nước Thế thì khi mà nó nhận cái cái mắt măng cầu tháp vào bình bát như vậy Thì chấp cho nước luôn Bao nước lụt luôn Thế nhưng chỉ có điều là khi mình ăn măng cầu thì nó có mùi bình bát Tại vì cái sức sống, cái nhựa của cây bình bát Nó chuyển tải vào Ngày hôm nay khoa học phát triển Người ta có thể cấy ghép nhiều bộ phận khác nhau Người ta có thể thay thận Thay gan à, Những cái cơ phận mình đón nhận Và khi tháp nhập vào Mà nó không đào thải đó Thì cái cơ phận đó Được khỏe mạnh và giúp cho thân thể chúng ta khỏe mạnh một vài hình ảnh như vậy Cho thấy được rằng khi chúng ta đã nhận phép rửa đó Thì chúng ta được tháp nhập vào hội thánh Giống như là một cái cành được tháp nhập vào một cái thân cây đầy sức sống Và chúng ta trở thành một cái phần tử trong hội thánh của Chúa Đón nhận sự sống của toàn thể hội thánh Mà hội thánh là thân mình của Chúa Kitô Và như vậy chúng ta trở thành những chi thể của Chúa Kitô Trong thân thể hội thánh Đấy là ơn thứ ba chúng ta nhận được Khi chúng ta chịu phép rửa Được tháp nhập vào hội thánh Ơn thứ tư khi chúng ta chịu phép rửa thì Thiên Chúa tạo ra một cái sự dây liên đới giữa các kỳ tô hữu với nhau. Nó cũng giống như thế này đó. Khi tôi sinh ra thì tôi biết tôi biết tôi có những người anh, người chị cùng gia đình với tôi. Và tự nhiên những anh em, chị em nó có một cái sự ràng buộc liên kết với nhau đến độ mà ông bà mình bảo một giọt máu đào hơn ao nước lã anh em với nhau hai anh em chúng tôi khắc khẩu ngồi với nhau không nói chuyện được nhưng mà ai đụng đến em tôi là tôi không để yên Đấy. thế thì ở đây ta hiểu được cái mối tương quan ruột rà còn trong bí tích rửa tội chúng ta có một cái mối dây liên hệ giữa tất cả mọi người cùng đón nhận bí tích rửa tội cho nên chúng ta gọi là người anh em người anh em của tôi nghĩa là người đồng đạo nghĩa là người cùng chiều phép rửa người anh em chúng ta là anh chị em của nhau trong đại gia đình đức tin và cái mối dây liên hệ này không chỉ là những anh chị em trong giáo hội công giáo đâu cái mối liên hệ này lan tỏa cả đến những anh chị em Kitô tô hữu không phải công giáo chúng ta biết có nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Giáo hội Công giáo này, giáo hội Chính thống này, giáo hội Tin lành này, giáo hội Anh giáo này. Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo. đều là những giáo hội, đều là những Kitô hữu tin vào Chúa Kitô, chịu phép rửa. Dĩ nhiên thì có những cái giáo phái mà họ chịu phép rửa không phải là nhân danh Chúa Ba Ngôi. Cho nên có thể nói là phép rửa đó nó không có thành sự Còn những ai đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi Dù họ thuộc về giáo hội nào Chính thống hay là anh giáo hay tin lành hay công giáo Thì tất cả đều nhìn nhận là anh chị em của nhau Anh chị em của nhau Tôi hay nói đùa là con cùng cha khác mẹ <laughs> Cũng là anh em nhưng mà cùng cha khác mẹ Cùng cha trên trời nhưng mà khác mẹ hội thánh tôi thuộc mẹ hội thánh công giáo còn bạn thuộc mẹ hội thánh tin lành ví dụ thế thì đây cái uh, ân sủng trở nên anh chị em của nhau trong một cái mối dây hiệp thông đấy cũng là cái ơn của của bí tích rửa tội chính vì vậy mà khi mà giáo hội công giáo đón nhận một anh chị em thuộc giáo hội kitô khác xin được gia nhập trọn vẹn trong giáo hội công giáo và cái người anh chị em đó đã được rửa tội bên giáo hội của họ rồi Ví dụ một người chính thống được rửa tội rồi Một người tiên lành đã được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi rồi Thì không có rửa tội lại Đón nhận người đó như một người anh em Gia nhập trọn vẹn trong giáo hội công giáo Và đón nhận các bí tích khác Còn rửa tội thì đã thành sự rồi Thế đấy là cái ơn thứ tư Ơn thứ năm khi mà chúng ta chịu phép rửa tội Thiên Chúa ghi dấu ấn thiêng liêng trong linh hồn của chúng ta. Dấu ấn này cho thấy chúng ta thuộc về Thiên Chúa và đợi chờ ngày được cứu độ. Giống như ngày xưa đó các nô lệ được thích dấu trong người hay là trong thời đoạn giáo hội của chúng ta bị bách hại đó thì những anh chị em kêu tô hữu bị thích dấu ở trên trán này, cái chữ gia tô tả đạo, à, thích dấu vào. Thích dấu thì ở đây Thiên Chúa ghi dấu ấn của Ngài vào linh hồn của chúng ta Và dấu ấn đó vĩnh cửu không bao giờ phai mờ Không một điều gì hoặc một ai có thể tẩy đi cái dấu ấn đó Thiên Chúa ghi dấu ấn thiêng liêng muôn đời Do vậy mà chúng ta biết rằng không ai được phép rửa tội hai lần Chỉ chịu được một lần mà thôi có bảy bí tích thì các bạn biết ba bí tích chỉ lãnh được một lần đó là bí tích rửa tội bí tích thêm sức và bí tích truyền chức đã rửa tội rồi bây giờ công khai bỏ đạo mai mốt trở lại đạo thì không phải rửa tội lại bởi vì tôi vẫn là kỳ tô hữu đã là linh mục rồi bây giờ tôi không sống đời sống tu trì nữa tôi hồi tục thì cái ấn tích của bí tích linh mục không bao giờ phai mở Đấy, chính vì vậy các bạn hiểu những bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể xin lỗi rửa tội thêm sức và truyền chức chỉ được đón nhận một lần mà thôi bởi vì các bí tích này ghi ấn tích trong linh hồn thụ nhân tôi xin được nói lại ở đây khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội thì chúng ta đón nhận được năm cái đặc ân này thứ nhất được tha thứ tội lỗi thứ hai trở nên thụ tạo mới thứ ba được tháp nhập vào hội thánh thứ tư có một mối dây liên hệ dựa hiệp nhất giữa các thi tổ hữu với nhau và thứ năm được ghi ấn tích muôn đời không bao giờ xoa nhòa. Đó là những ơn chúng ta đón nhận được khi chịu phép rửa. Câu hỏi kế tiếp đặt ra cho bí tích rửa tội này, ai là người được cử hành bí tích rửa tội? À. Chúng ta biết thông thường thì người cử hành các bí tích rửa tội phải là giáo sĩ giáo sĩ tức là giám mục linh mục hay là thầy phó tế thông thường đó giám mục linh mục hoặc thầy phó tế đó là thông thường cử hành bí tích rửa tội phải là giáo sĩ một linh mục rửa tội cho các dự tòng đón nhận anh chị em đó vào gia đình hội thánh và đồng thời cử hành các bí tích khai tâm khác nữa thêm sức và thánh thể À, như các bạn tân tòng, dự tòng Khi các bạn được rửa tội thì các bạn được đón nhận vào hội thánh Và cử hành cùng một lúc 3 bi tích khai tâm Đấy. Tuy nhiên bí tích rửa tội không phải bắt buộc giáo sĩ mới có thể cử hành Bởi vì cũng có thể trong trường hợp nguy tử Trong trường hợp nguy tử à, Một người khao khát được rửa tội và bây giờ họ chơi vào trường hợp nguy tử không có một linh mục nào, giám mục nào hay thầy phó tế nào ở đó cả Thì ai sẽ được rửa tội? Thưa, trong trường hợp nguy tử thì mọi người đều có thể cử hành hợp pháp và thanh sự bi tích này Miễn là cử hành đúng theo thể thức của giáo hội dạy Mọi người có nghĩa là kể cả những anh chị em không phải Kitô tô hữu Ví dụ tôi nói như thế này cho nó dễ và có thể các bạn hình dung một sư trụ trì của một chùa cũng có thể đổ nước rửa tội thành sự cho một người trong trường hợp nguy tử miễn là vị sư trụ trì đó đổ nước theo công thức hội thánh theo cái ý muốn mà người ta nhờ ngài làm tôi nói mạnh như vậy mọi người không trừ ai trong trường hợp nguy tử. Thế thì khi đổ nước thì làm cái gì? Thưa, khi rửa tội thì nghi thức chúng ta phân biệt ở đây đó, nghi thức rửa tội đó nó có hai phần chính, chứ nó có hai phần. Thứ nhất là nghi thức chính yếu và thứ hai là nghi thức diễn nghĩa. Nghi thức chính yếu nghĩa là nếu không cử hành cái nghi thức đó thì bí tích không thành còn nghi thức diễn nghĩa nghĩa là cái nghi thức diễn giải ý nghĩa của bí tích đang được cử hành Đấy. đâu là nghi thức chính yếu thưa nghi thức chính yếu của bí tích rửa tội đó là việc đổ nước lên đầu thụ nhân và đọc tôi rửa anh à, Tuy nhiên về cái chủ từ và cái người thì tùy theo hoàn cảnh ví dụ tôi rửa đổ cho một đứa bé tôi có thể cha rửa con à một ông một bài sơ đổ nước cho một cháu bé thì có thể nói là sơ rửa con tùy à, tôi rửa anh nhân danh cha và con và thánh thần Đấy, chỉ có thế thôi nghi thức chính yếu không có chữ amen tôi rửa anh nhân danh cha và con và thánh thần khi đổ nước lên trán của thụ nhân thì đọc cái lời đó tôi xin lưu ý điều này thứ nhất về việc đổ nước phải là nước thật chứ không phải nước giả hay là một cái thứ nào giống giống nước nước mía rượu bia nước dừa không phải là nước cho nên khi đổ những cái chất lỏng tương tự nước thì không phải nước và như vậy bí tích không thành nhớ chỉ có thể đổ nước thật mà nước thật ở đây không phải là nước tinh khiết hiểu theo nghĩa là mỗi lần rửa tội phải trưng cất nước lên không có nước tự nhiên là được nước thật là được nước mưa nước hồ nước ao ngay cả nước biển nước thì được Đấy, đổ nước và đọc nhân danh cha và con và thánh thần tôi rửa anh cha rửa con cháu rửa ông nhân danh cha và con và thánh thần có một câu chuyện diễn ra cách đây không lâu có khoảng chừng năm hơn năm gì đó có ở trong cái mùa covid đúng rồi mùa covid khoảng 2 năm tại bên mỹ đó thì có một linh mục trong mùa covid trong cái lúc mà dịch như vậy đâu có làm được gì chúng ta biết rồi ha chỉ trong nhà thôi trong nhà thì cứ quanh quẩn không làm cái này làm cái kia rồi thì tìm cái này coi tìm cái kia coi thì trai sứ ngài mới lục ra thấy có một cái dĩa cd cái dĩa đó ghi lại cái hình ảnh mà ngày 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 được rửa tội, đấy, ông cha xứ được rửa tội, à, thì ông ấy coi cho vào máy ông coi cái gì ấy ông đó, thì ông ấy phát hiện ra một cái điều là ông thầy phó tế đổ nước rửa tội cho mình, mà ông ấy không có đọc đúng công thức, thay vì nói tôi rửa con, thì ông thầy phó tế lại đọc là chúng tôi rửa con, thay vì nói là I baptize you, thì ông thầy phó tế bảo là we baptize you. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Chúng tôi rửa con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Chúng ta xứ này táo hỏa tam tinh Sau đó thì cầm cái dĩa CD đó lên trên tòa giáo mục Và cuối cùng thì phán quyết của Đức Giáo Mục Giáo Phận Là việc rửa tội đó không thành Và do vậy phải rửa tội lại cho ông Linh Mục này Truyền trước cho ông ấy Và những việc khác chúng ta biết phải đi theo rất nhiều những cái hậu quả. Bởi vì câu phép công thức rửa tội, tôi rửa anh chứ không phải chúng tôi rửa anh. Cho nên để ý ở đây đó, việc rửa tội là phải đọc đúng công thức. Tôi rửa anh nhân danh cha và con và thánh thần. Đồng thời phải đổ bằng nước thật chứ không phải thứ gì tương tự như nước. Rồi, đấy là nghi thức chính yếu. Nghi thức diễn nghĩa, khi đổ nước như vậy thì kèm theo một số nghi thức diễn nghĩa cụ thể ở đây có hai nghi thức diễn nghĩa trong bí tích rửa tội đó là việc trao nến cháy sáng và trao nến trắng và trao áo trắng trao cái nến hay là cái cây đèn cầy cháy sáng là gì ánh sáng tượng trưng cho chúa Kitô ánh sáng tượng trưng cho chúa Kitô à. cho nên khi được đón nhận phép rửa là đón nhận lấy ánh sáng của chúa Kitô và một khi đón nhận ánh sáng thì cũng trở nên chứng nhân cho ánh sáng phản chiếu ánh sáng của Chúa trong cuộc đời Nghĩa là cái vai trò của người đã được rửa tội Phải là chứng nhân của Chúa Kitô Phải sống thánh thiện giữa cuộc đời Trao nến sáng để giải thích cái ý nghĩa đó Rồi thứ hai là trao một cái áo trắng Cho cái người vừa được rửa tội mặc lấy Trao một chiếc áo trắng Thì cái áo trắng đó tượng trưng cho mặc lấy Chúa Kitô cho nên khi mà trao cái khăn trắng hay là cái áo trắng thì vị chủ sự đọc thế này Con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và giữ nó tinh tuyền cho đến ngày ra nghênh đón Chúa Kitô Nghĩa là cho đến chết Cho nên bảo rằng lý tưởng nhất trong quan tài của mình khi chết Thì có cái áo ngày rửa tội để ra nghênh đón Chúa à. Đây là nghi thức diễn nghĩa Và chúng ta biết trong nghi thức rửa tội thì có việc sức dầu thánh nữa Sức dầu Người được sức dầu thì được gọi là ki tô hữu để chỉ cái ơn được là ki tô hữu thì linh mục sức dầu thánh trên trán cho thụ nhân sau khi chịu phép rửa như vậy chúng tôi vừa nói đến cái nghi thức chính yếu của bí tích rửa tội đổ nước và đọc công thức rửa tội nghi thức diễn nghĩa gồm có việc sức dầu để chỉ ơn gọi ki tô hữu gồm có việc trao nến sáng để diễn tả ơn gọi là đón nhận ánh sáng và trở nên chứng nhân cho ánh sáng. Có việc trao áo trắng để diễn tả mặc lấy Chúa Kitô. Thì đó là cái nghi thức cử hành phép rửa. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến thừa tác viên rồi, nói đến nghi thức rồi. Câu hỏi đặt ra vậy thì ai là người sẽ được chịu phép rửa tội? Thưa câu trả lời ngắn gọn nhất là những ai chưa rửa tội và muốn được rửa tội thì sẽ được đón nhận bí tích rửa tội bởi vì bí tích rửa tội chỉ lãnh được một lần thôi mà bây giờ đã rửa tội rồi thì không rửa tội lại cho nên bí tích này chỉ dành cho những ai chưa rửa tội và dĩ nhiên người đó phải muốn nếu bạn không tin thì dù có đổ nước bạn không muốn thì dù có đổ nước việc đổ nước đó không có giá trị nhất là trong các cái đôi hôn phối khác đạo đó các anh chị em học giáo lý rồi cuối cùng cứ lừng khừng nửa thì muốn theo chúa nửa thì muốn đạo ai người đói giữ hay nói cách khác là không tin gì cả chỉ muốn lấy vợ thôi mà vì muốn lấy vợ cho nên là muốn làm gì thì làm muốn đổ nước thì đổ muốn đổ mấy lần cũng được chẳng tin gì cả thưa điều đó không nên làm và không được làm khi nào bạn tin bạn muốn thì lúc bấy giờ mới cử hành chứ không phải rửa tội để được lấy vợ lấy chồng đấy là một vài cái điều liên hệ tới bí tích đầu tiên Bí tích rửa tội, tôi xin phép được tóm tắt lại bài học của chúng ta hôm nay Trong bảy bí tích thì bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên Bí tích quan trọng nhất của các bí tích Bí tích khai mở cho chúng ta vào đời sống thần linh Kitô tô giáo Nhờ bí tích này mà chúng ta có thể đón nhận các bí tích khác nữa Thánh giám mục Augustino ngài nói thế này đón nhận bí tích rửa tội là để ta có đủ tư cách mà cử hành phụng vụ khi tô giáo đủ tư cách mà cử hành phụng vụ khi tô giáo Đó. khi chúng ta được dìm vào trong bí tích rửa tội nghĩa là ta được dìm vào trong nước được dìm vào trong cái chết của chúa Kitô và khi trỗi dậy là ta được sống một sự sống mới và khi trỗi dậy thì chúng ta được những đặc ân này đón nhận bí tích rửa tội ta được những đặc ân này Được tha thứ tội lỗi Được trở nên thụ tạo mới Được tháp nhập vào hội thánh Có được mối dây liên hệ giữa các Kitô tô hữu hiệp nhất với nhau Và đón nhận được ấn tích của Chúa trong linh hồn của mình Thông thường thừa tác viên cử hành bí tích rửa tội là các giáo sĩ Nghĩa là các giám mục, linh mục và phó tế Nhưng trong trường hợp nguy tử thì bất kỳ ai Kể cả người đó không phải là Kitô tô hữu cũng có thể cử hành bí tích rửa tội thành sự và hợp pháp trong trường hợp nguy tử miễn là cử hành theo ý hướng của hội thánh và những gì hội thánh quy định hội thánh quy định thế nào ý hướng của hội thánh ra sao thưa ý hướng của hội thánh là rửa tội với ý ngay lành có ý làm theo hội thánh dạy và hội thánh dạy thế nào thưa phải đổ nước lên đầu thụ nhân và đọc tôi rửa anh nhân danh cha và con và thánh thần đó là nghi thức chính yếu của bí tích Dĩ nhiên còn có những nghi thức Diễn nghĩa đi kèm như là sức giàu thánh Để chỉ tên gọi người đó là Kitô Hữu Trao nến sáng để chỉ cho người đó biết Người đó có nhiệm vụ làm chứng cho ánh sáng của Chúa Kitô Trao áo trắng như biểu hiện người đó mặc lấy Chúa Kitô Và cuối cùng tất cả những ai chưa rửa tội Và muốn được rửa tội, muốn tin theo Chúa Kitô Thì đều có thể đón nhận bí tích này Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Và qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở thành con cái của Chúa. Chúng ta làm vinh danh Chúa. Giờ đây chúng ta đọc một kinh sáng danh để tạ ơn tình thương của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.